ơi trời ơi, ủa cái này quần lót đàn ông mà hả? Nè, chắc chắn cái tên khốn đó đang ở trong đây rồi. Sao giống đeo bơm nhà mình vậy? Con và chủ tịch Lee Dân Cúc đi ăn tối với nhau, chỉ có hai người thôi sao? Dạ dạ, chủ tịch thì ngồi sẵn ở đó chờ con, là nhà hàng sang trọng lắm đó. Trước lúc chết vợ chủ tịch đã nói là nhờ con chăm sóc anh ấy và tụi nhỏ mà. Ôi trời, chắc là quả táng tỉnh anh tới rồi đó. Cho hỏi ai vậy ạ? Con giúp việc nhờ tôi đem đồ ăn qua cho chú.